Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị, Nhã mới mua một cái vé đi vào trong công viên văn hóa Đầm Sen á, du lịch ha. Đó, thì cái vé này á cũng lâu rồi quý vị, Nhã cũng vẫn thấy là có cái mệnh giá ha, 100.000 đồng. Đó, quý vị cùng xem nè, 100.000 đồng được vào Đầm Sen chơi ha, ngắm cái cảnh xung quanh đây. Đó, quý vị thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Ở đây người ta làm cây cối này nọ quý vị, nó những cái nơi mà mình có thể chụp hình ha. Đó, quý vị thấy không? Quá đẹp. Ok, rồi đi xung quanh ha quý vị. Xem Đầm Sen năm 2018 ha. Gần Tết thì họ có làm những cái điểm gì đặc trưng ha quý vị. Nhà sẽ cố gắng nhớ ghi hình lại cho quý vị xem nha. Wow, ở đây có chỗ này thì cũng đẹp nè quý vị. Quý vị thấy không? Họ làm cảnh tuyết ha, giống như ở bên nước Nga này nọ. Đó quý vị thấy không? À, còn đây là khung cảnh xung quanh nữa quý vị ơi. Đó, khung cảnh xung quanh ha, Đầm Sen đó, năm 2018 nha quý vị, chứ không phải là 17 đâu nữa nha. Đó, cái không khí mà họ chuẩn bị Tết âm lịch đó quý vị, ở trong công viên văn hóa Đầm Sen ha. Phải nói là cũng khá là trộn rộn. Wow, đây có hai con gì đẹp nữa quý vị ơi. Đó, quý vị cùng xem nha. Ở cái cảnh mà đi vào bên trong ha, du lịch Đầm Sen chơi đó. Wow, ở đây có hai cái con giống như con phụng như quý vị ơi. Đó, quý vị thấy không, khá là đẹp ha. Đó, hai giống như hai con phụng. Ồ, đẹp chứ ta, công nhận ha, người ta làm cũng khá là hay. Đó, quý vị thấy ở trên có cái cổ của nó nữa nè. Đó, đó, cổ nó uốn cong hả vậy, nằm cạnh cái ven hồ. Nó nhìn khá lý tưởng ha. Wow, là gần gần coi thử có cái gì hay không quý vị. Wow, quý vị cùng xem nè, nó họ làm khá là đẹp ha. Một con này gọi là con gì ta, chắc con phụng quá ha quý vị, chứ không phải con vịt đâu. Đúng là ở cảnh trong Đầm Sen á, thì có đập vịt ha, nhưng mà cái này chắc là con phụng chứ không phải là đập vịt. Đó, người ta chụp hình đó quý vị, thấy không? Đó, đẹp quá mà. Ok, rồi cùng qua đây xem thứ nha, có gì hay nữa. Ủa, quý vị cùng xem nữa quý vị ơi. Đó, cảnh ở Đầm Sen ha. Đẹp quá ta. Đó, dưới mấy bạn trẻ quý vị đang đập vịt đó. Wow, vui quá ha. Ngày hôm nay á, thì Nhã cũng mới hết bệnh thôi quý vị ơi, nên là cái giọng đó, nó không có trong trẻo lắm, mà cũng ráng ha đi ghi hình cho cô chú anh chị xem, bởi vì không khí mà gần Tết âm lịch đó quý vị, ở Sài Gòn vui lắm, nhất là trong những cái khu du lịch này nè, họ chuẩn bị rất là tất bật luôn á. Ok, cùng nhìn nha. Đó, vị thấy không? Cảnh trong Đầm Sen ha. Đó, khá là vui luôn, ngày cuối tuần. Đi Đầm Sen chơi hả quý vị? Đó. Ồ, cảnh người ta đập vịt thấy thú vị quá ha. Nè quý vị cùng xem nè. Đó, sông nước mây hồ hả quý vị? Đúng là ở Sài Gòn ha. Mà cũng có cảnh như thế này thì phải nói là tuyệt vời. Nó khỏi cần đi chơi xa hả quý vị? Nó cũng có những cái cảnh ven hồ khá là dễ thương. Ok, rồi cùng đi xung quanh đây nhớ nha quý vị, coi có gì hay ha. Đó, Nhã sẽ cố gắng nhớ ghi hình lại nha. A hi hi. Ồ, bên đầu đẹp ta, bên đây hình như nó đẹp hơn rồi phải. Đúng rồi, bên đây nó đẹp hơn chút nữa quý vị. Thôi đi lại đầu này ha. Ồ, mấy cái chỗ này nó có những cái cửa hàng bán cá viên chiên, bán snack oxy rồi cho mọi người á vị. Ai đó bụng có thể uống ha, có thể ăn. Đó vị thấy không? Những cái bịch nó oxy này nọ. Snack tôm cay. Đó quý vị cũng thấy thú vị ha. Rồi nước uống nữa vị, bánh bao nữa. Rồi ai thích thì ghé đó ha. Ok, rồi cùng đi xung quanh đây. Đầm Sen
gần Tết âm lịch. Wow, ngay đây có một cái cây cầu nữa Vy ơi. Nó có một cây cầu ha. Một cây cây cầu. Có cái hàng liễu rủ. Khá là thú vị ha Vy. Các vị thấy không? Cây cầu liễu rủ. Ven hồ ha Vy. Wow, đó vị thấy không? Cảnh đi lên cây cầu nè. Nó có liễu rủ xuống ha. Ở phía xa xa á Vy, là cái cổng á, người ta ngay cái chỗ mà cái nơi vào đó Vy, nó có nhiều trò chơi á, ngoài đó lắm á. Ồ, còn ở góc view này á Vy, nhìn nè. Nó khá là đẹp. Ồ, đẹp chứ ta. Ở dưới đây có bộ nhìn còn đẹp hơn nữa nè. Đó Vy thấy không? Khá dễ thương ha. Ồ, còn trong đây là một cái sân khấu quý vị ơi. Sân khấu để người ta cho ca nhạc đó quý vị. Nó có lúc nào mà đông người á, đông khách á, thì sẽ có những cái chương trình ca nhạc ha. Ở trong sân khấu như thế này đó, người ta đang chuẩn bị dọn dẹp để mà phục vụ Tết ha quý vị. Bởi vì Tết á, là một cái dịp lớn trong năm đó quý vị. Wow, còn đây là cảnh ven hồ nữa quý vị ơi. Cảnh ven hồ ha. Đó. Wow, đẹp ha Vy. Rồi, ngồi nghỉ mệt xíu coi. A à, hi hi. Đó Vy thấy không? Cảnh ở trong đầm sen ha. Khá là trộn rộn. Đó. Wow, cái view này cũng khá đẹp ha Vy. Đó Vy thấy không? Lâu lắm rồi á. Nhã mới vào trong đầm sen chơi đó Vy. Thì những cái cảnh mà ngồi ven hồ như thế này á, nó được nhìn cảnh sông nước mây trời của Sài Gòn ha. Phải nói là tuyệt vời lắm quý vị. Bởi vì Sài Gòn mà đất chật người đông đó, thì kiếm những cái view như thế này cũng khó lắm. Ok, để nhá xây xung quanh cho quý vị sẽ cùng xem nha. Đó quý vị thấy không? Ồ, họ chuẩn bị ha, khá trộn rộn. Ở dưới đây có nhiều cái ghe xuồng đập vịt lắm đó vị. Đó vị thấy không? Ghe xuồng để đập vịt ha. Nó đập vịt có nghĩa là cái trò chơi á, mà xuống đó có thể đi 2-3 người ngồi trên một cái chiếc chiếc xuồng á Vy, hay là cái kiểu con vịt á, rồi đạp đạp như kiểu đi xe đạp á, thì nó sẽ di chuyển xung quanh mặt hồ ha. Họ sẽ cho mướn nó theo kiểu là nửa tiếng, một tiếng đồng hồ quý vị. Ok. Rồi cùng đi tiếp xung quanh đây nhớ Vy. Còn có gì hay ha. Đó nha, sẽ cố gắng nhớ ghi hình tiếp cho quý vị xem nha. Ok. Rồi đi tiếp quý vị ơi. Đó, nhà ở đây nè. Ok, đi tiếp nha. Còn gì hay nữa ha. Cảnh ở trong đầm sen á. Đó Vy thấy không? Lâu lắm rồi mới vào đây ha. Đó. Thì khu vực này là khu vực có cái sân khấu lớn đó Vy. Nè, Vy cùng nhìn nè. Đó. Wow, đẹp quá ta. Đó Vy thấy không? Ồ. Đó. Ở trên họ có gắn cái hoa sen ha. Khá là đẹp. Ok. Rồi. Nó Vy thấy không?
cảnh đẹp quá quý vị ơi. Mà tiếc là ngày hôm nay ha, cái giọng không được trong trẻo như mọi ngày ha, để mà thuyết minh thuyết trình cho cô chú anh chị nghe hấp dẫn ha. Ok, nhưng mà cố gắng hả quý vị. Ok, rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha.